Chỉ thị mới từ Trung Quốc sẽ khiến ít nhất là 50 triệu máy tính có thương hiệu nước ngoài sẽ bị thay thế bằng hàng nội địa. Vâng, xin chào anh em, mình là Long Do đây. Và sáng nay mình vừa đọc được một tin rất là hay, có thể sẽ ảnh hưởng đến thế giới công nghệ trong thời gian tới. Và mình muốn chia sẻ luôn với anh em Thinkview. Và nói đến một cái gì đấy hay thì đó là cửa hàng ThinkPro đang có chương trình khuyến mãi bán lỗ trong tháng 5 với rất nhiều sản phẩm hot, bao gồm cả Legion 5 Pro giảm giá 6 triệu, Asus ZenBook Q408UG chỉ còn hơn 17 triệu, hay là Dell Inspiron 5000 series đã 17-18 triệu rồi lại còn tặng kèm RAM 8GB, hay là Acer Nitro 5 AMD 2021 chỉ còn là 17 triệu. Link thì mình sẽ để phía bên dưới để anh em tham khảo nhé. Cụ thể thì theo trang Bloomberg, sau kỳ nghỉ dài 5 ngày vừa rồi thì Trung Quốc đã ra lệnh để cho các cơ quan chính phủ cũng như là các doanh nghiệp được chính phủ hậu thuẫn phải dừng sử dụng các PC có thương hiệu nước ngoài và thay thế vào đó là các sản phẩm nội địa. Một số công ty thì cũng đã cấp cho nhân viên của mình các những cái máy tính có thương hiệu nội địa rồi. Những doanh nghiệp cơ quan nhà nước này sẽ có 2 năm để thay thế hoàn toàn tất cả các PC thương hiệu nước ngoài sang hàng nội địa. Và theo một nguồn tin giấu tên nào đấy thì chỉ tính riêng các cơ quan trung ương thôi đã có khoảng 50 triệu chiếc PC sẽ bị thay thế hoàn toàn rồi. Vâng, và chắc chắn là những cái quyết định này của chính phủ Trung Quốc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu của các hãng máy tính lớn như là Dell, HP hay là các hãng đến từ Đài Loan vì đã mất đi thị phần của một đất nước 1.5 tỷ dân như là Trung Quốc rồi. Ok, sự chuyển giao này chắc chắn là sẽ có những cái sự cản trở bởi vì là máy tính hiện nay ấy, thì vẫn phải phụ thuộc vào các công nghệ của Mỹ như là bộ vi xử lý của Intel hay là AMD chẳng hạn. Anh em cứ tưởng tượng như thế này, thì Intel và AMD là anh cả trong thế giới máy tính, họ nắm giữ công nghệ lõi, sau đó họ cung cấp chip cho các nhà sản xuất để tạo ra các sản phẩm cuối. Và họ sẽ cung cấp chi phí cho marketing các thứ. Nhưng mà đấy, nói chung là các hãng muốn làm gì thì cũng phải thông qua Intel và AMD. Và Trung Quốc thì chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ rồi. Nên là trong tương lai gần thì cái chỉ thị này chỉ giúp Trung Quốc giảm sự phụ thuộc vào công nghệ Mỹ thôi, chứ còn bộ vi xử lý thì chưa thể bỏ một sớm một chiều được. Và trong cái tầm nhìn dài hạn hơn ấy, thì Trung Quốc cũng sẽ tính toán làm sao để có thể chuyển giao hoàn toàn sang các sản phẩm nội địa. Bởi vì thực tế là cái chỉ thị này cũng nằm trong một phần của cái chiến dịch lâu dài mà Trung Quốc hướng đến là giảm sự phụ thuộc vào công nghệ Mỹ, nhất là sau khi Huawei bị Mỹ cho vào danh sách đen. Và sau đấy thế nào thì chắc anh em biết rồi đấy. Thực tế là hiện nay Trung Quốc cũng đang dần làm chủ công nghệ rồi. Ví dụ về phần cứng thì Lenovo này, Huawei này, Inspur này đều là các hãng Trung Quốc cả. Và laptop của Lenovo cũng như là Huawei ấy, được ưa chuộng như thế nào tại Việt Nam thì chắc anh em biết rồi đúng không? Còn trên toàn thế giới thì 2 năm gần đây Lenovo vẫn đang là nhà sản xuất dẫn đầu về thị phần. Số liệu này do Canalys cung cấp. Chưa kể là những linh kiện khác như là main, RAM, ổ cứng thì đều đang được sản xuất tại công xưởng của thế giới. Còn về phần mềm thì Trung Quốc cũng có những hãng như là Kingsoft hay là Standard Software thì họ đều có thể tạo ra những cái phần mềm có thể đối chọi lại với cả Microsoft hay là Adobe. Một trong những cái ví dụ là những hệ điều hành riêng như là iOS được sử dụng ở trên nhân Linux hay là Kylin OS được phát triển từ Ubuntu. Kylin OS được tạo ra để dùng cho cả máy tính cá nhân và máy chạm. Và nếu như anh em không biết ý, thì những cái con máy siêu máy tính của Trung Quốc như là Tianhe 1 hay là Tianhe 2 thì đều sử dụng cái hệ điều hành Kylin OS này. Ok, chỉ thị này thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến thế giới công nghệ trong tương lai. Lenovo hiện tại thì đang top 1 rồi nên mình nghĩ là khoảng cách mai sau sẽ còn xa hơn nữa. Còn về câu chuyện lâu dài là làm chủ hoàn toàn công nghệ bán dẫn thì Lenovo cũng đã đầu tư vào ít nhất là 15 công ty thiết kế chip cũng như là thành lập bộ phận bán dẫn riêng. Nhưng mà còn câu chuyện về thành công hay không ấy thì mình cũng không bàn đến ở đây, tại vì là cũng khó đoán lắm. Thế giới công nghệ mà, làm sao mà đoán trước được. Ok, còn một điều cuối cùng mà mình muốn sẽ xảy ra đấy là khi các hãng mất thị phần ở Trung Quốc thì họ sẽ phải tập trung vào các thị trường còn lại, và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Lúc đấy thì người được hưởng lợi là chúng ta chứ không phải là ai khác, sẽ là người dùng cuối được hưởng lợi. Và anh em có muốn điều này xảy ra không ạ? Hãy cho mình biết nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em.